第二百七十天，ngày hai trăm bảy mươi. Đồ tốt như vậy mình nhất định phải mua nhiều thêm mấy chiếc. Trong đó mình ở đây chỉ chúng mình. 这么好的东西，咱们一定要多买几件。这么好的。 是，咱们一定要多买几件。这么好的东西，咱们一定要多买几件。 这么好的东西，咱们一定要多买几件。bây giờ hãy nhắc lại các từ n sau bằng tiếng Trung：liên hệ ngay，马上联系，s i <息>超市 c h 亲叔叔，khỏi quên, đỡ quên, miễn để 忘记。em tưởng đều lấy ra rồi, với váy tôi ná chu lại lỡ. hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi，完全忘记它们的存在了。 Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Dành thời gian nhìn một cái. Châu khủng Hy vọng. Hy vọng. liệu vài Chất liệu vải sờ lên. Miền lẻo mua chỉ lái. Đẹp một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý Cơ chung, sai chung. Trung Dân bà đến từ mình chọn. Đài他来自己選. Mặc ở trên người. 穿在身上, không nhìn nhầm. Mấy Rất rẻ mà. Ít nhất cần ba trăm nghìn. Nguyên văn là ít nhất cần ba mươi vạn，至少要三十万。 đồ đẹp giá rẻ. U mấy trả lén. Mua nhiều thêm mấy chiếc. Tua mái chỉ diện.